Lương Y, Hoàng Duy Tân và Kim Huê rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam. Thưa bà con và quý khán giả, đối với những người mà bị cái bệnh trĩ thì quả thật rất là khó chịu và nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn gây đau nếu như mà bị thời gian lâu thì có thể đi cầu ra máu. Cái điều này hết sức là phiền toái, chúng ta khó mà tập trung trong công việc và học tập được. Tuy nhiên, ngoài cái việc mà chúng ta đến bác sĩ hoặc là đến bệnh viện cơ sở y tế để thăm khám thì có cái cách nào chúng ta có thể chữa trị ngay tại nhà được hay không, thì chương trình Dân Nam Dùng Thuốc Nam hôm nay cũng với mục đích đó, hướng dẫn cho bà con và quý khán giả cũng như giới thiệu những cái loại dược liệu xung quanh chúng ta có thể giúp khắc phục được cái tình trạng này. Và người sẽ giới thiệu đó là Lương Y Hoàng Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Đông Y Đồng Nai. Xin chào Lương Y Hoàng Duy Tân ạ. Thưa Lương Y Hoàng Duy Tân, như Kim Huê vừa giới thiệu với bà con và quý khán giả, nếu mà những người bị bệnh trĩ thì quả thật cái điều đó hết sức là khó khăn trong cái sinh hoạt. Thưa bà con, cái hoa hòe này á thì nó không chỉ là dùng để chữa trĩ ra máu đâu, nhưng mà cái tác dụng chính của hoa hòe nó là cầm máu được ở trong cơ thể của con người chúng ta, đặc biệt là cái phần dưới, thí dụ như là băng huyết rồi rong kinh rồi trĩ rồi đại tiện ra máu vân vân, chứ không chỉ có riêng là dùng để chữa trĩ đâu. Thì cái hoa hòe này, cái tác dụng của nó đầu tiên là chúng tôi muốn nói đó là tác dụng cầm máu. Nó rất tốt ở cái khâu cầm máu, vì thế mà chúng ta thấy là trong cái bài thuốc sốt xuất huyết của Bộ Y tế ban hành, hoặc là trong kinh nghiệm trong dân gian, em bé bị sốt xuất huyết, người ta dùng hoa hòe này với cái cỏ mực ấy, cái gọi là cỏ nhỏ nồi đó, chúng ta còn gọi là cái cỏ nhỏ nồi, hai thứ này nấu chung lên, nó giải quyết được cái hiện tượng nó không bị ra máu. Còn ngoài ra chúng ta dùng những cái vị thuốc khác để cho nó hạ sốt vân vân, nhưng mà riêng cái trường hợp mà tại vì sốt xuất huyết, vì nó có sốt rồi nó xuất huyết ra ngoài da, thì để tránh cái tình trạng nó không chảy máu ra ngoài da nữa thì người ta sử dụng cái hoa hòe này. Rồi cái tác dụng thứ hai nữa của hoa hòe là cầm máu theo cái kiểu người ta gọi là nó tạo nên cái chất để nó làm chất fibrin. Chúng ta biết chẳng hạn là có những người á thì cứ ngoài da nó cứ bị cái nổi đỏ 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 lên. Hoặc là tình trạng mà có nhiều người bảo rằng đêm tôi ngủ một đêm, sáng dậy ở chân nó có những cái vết bầm xanh xanh mà người ta gọi là ma cắn. Nhưng mà thực sự ra đó đó thì đấy là quan niệm dân gian, người ta nhìn thấy như vậy thôi, vì cũng ngủ qua đêm sáng sao dậy đã thấy rồi, thì người ta cho rằng như vậy có thể là ban đêm có ma nó cắn. Nhưng khoa học ngày nay thì chứng minh là người đó bị máu loãng. Vì máu nó loãng quá, nhất là cái phần đùi đêm của chúng ta, nó chỉ cần hai đầu gối nó chạm nhau một cái thì nó sẽ có thể gây đến đó. Hoặc là ôm cái gối, chân chúng ta đập vào cái gối mạnh một cái thì các cái mạch máu ở chỗ đó nó mỏng. Bây giờ nó không có cái chất fibrin hay là chất rutin để nó làm cho cái cầm được cái lượng máu lại. Thế thì chỉ va chạm nhẹ thì nó sẽ gây bầm đấy. Cái hiện tượng này đông y người ta gọi là xuất huyết dưới da, hay là gọi là bệnh tử biến. Thì hoa hòe là một trong số những cái người ta gọi là lương dược để trị xuất huyết ngoài da. Nên chúng ta chỉ cần lấy một nhúm khoảng chừng 20 gram cái này, quý vị cho nó vào trong cái bát, đổ nước sôi vào. Nếu muốn nấu lên thì lấy nước uống, bằng không thì chúng ta hãm như hãm nước trà uống cũng được. Uống liên tục như vậy thì chúng tôi thấy có những cái người rất là tội nghiệp, chỉ hơi một tí thôi là chảy máu. Mà những cái chứng bệnh mà chỉ hơi một tí chảy máu như vậy đó, rất nguy hiểm. Bởi vì chẳng may mà bị một cái vết thương gì đó thì máu nó không cầm, nó cứ vậy nó chảy ra, chảy liên tục. Nếu quý vị nào muốn rõ được rằng mình có bị cái trường hợp đó hay không thì chúng ta có thể tới bệnh viện, người ta thử cái tốc độ đông máu của chúng ta. Tốc độ lắng máu của chúng ta, thì nếu mà cái trường hợp của chúng ta nó lâu đông đó thì quý vị có thể sử dụng cái này, nguyên một mình vị hoa hòe cũng đủ rồi. Còn nếu không thì chúng ta có thể thêm một ít cái cỏ mực. Cái cỏ mực đi chung với hoa hòe thì hai cái này nó sẽ trở thành một cái phối hợp rất là tuyệt, là nó cầm được cái lượng máu hay hơn. Riêng trường hợp có những bệnh nhân sau khi uống rượu vào ngày hôm sau đi cầu ra máu. Đây là cũng đã có một số đã bị, hoặc là có một số người không cứ gì phải là uống rượu, uống một ít thuốc tây nào đó, ngày hôm sau bắt đầu đi cầu ra máu, mà ra máu tươi ròng ròng, mà đi khám thì các bác sĩ nói rằng hoàn toàn không có gì hết, không có trĩ nội, không phải là do trĩ gì hết mà vẫn ra máu như vậy. Thì hiện tượng này đông y cho rằng do cái đại trường, cái ruột già chúng ta bị nhiệt quá, nó nung đốt, nó làm cho các mạch máu trong nó vỡ ra, nó đi cầu ra máu.
Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hoa hòe này. À, quý vị cũng lấy khoảng chừng 40 gram hoa hòe này. Nhưng mà thêm cho tôi một vị nữa gọi là chi tử. Dạ. Chi tử là cái hột dành dành đó. Dạ. À, cái vị chi tử này, nếu để nguyên cái hột như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ lấy cái hột phía bên trong. Dạ. Đây, cái hột nhỏ nhỏ phía bên trong này. Dạ. Thì chúng ta lấy, đã, nó sẽ ra cái hột nó nhỏ nhỏ như thế này. Chúng ta cũng lấy khoảng chừng 20 gram cái này thôi. Nếu mà cho nhiều quá nó đắng. Dạ. Nó đắng khó uống thôi chứ không sao cả. Cho vào nấu chung với lại cái hoa hòe này. Thì uống buổi chiều, tối lập tức cầm đi cầu. Dạ. Hết ra máu ngay. Dạ. Còn nếu mà buổi sáng mà chúng ta bị như vậy, uống xong cái là đến trưa sẽ hết ra máu ngay. Còn đối với những phụ nữ mà bị rong kinh, dạ, chúng ta cũng có thể sử dụng cái một độc vị hoa hòe này cũng vẫn được. Thì quý vị dùng cái đó rồi nấu lên lấy nước uống. Dạ. Nhưng mà gần đây thì chúng tôi thấy có một số người cải biên. Cải biên có nghĩa là một vài cái xí nghiệp dược ấy, người ta gọi là trà thanh nhiệt. Người ta dùng cái hoa hòe này với một ít cam thảo. Người ta cho vào. Thì tại vì nó như thế này, nếu mà dùng cái hoa hòe này không á, thì uống nó hơi ngâm ngâm. Cho thêm một tí cam thảo vào, uống rất là hấp dẫn. Nó kinh vị ngọt ngọt của cam thảo. Đừng cho nhiều quá, cho ít thôi để cho nó dễ uống. Thì cái cam thảo nó cũng có cái lợi là chỗ này. Cam thảo mà theo như kinh nghiệm của đông y á, thì nếu mà để sống thì nó có tác dụng tào hỏa. À, còn nếu mà chúng ta dùng chín thì nó mới là ôn trung, nó mới bổ tì. Còn đây chúng ta dùng sống, để nguyên cái miếng ngâm thảo sống như vậy cho nấu chung cái này thì nó vừa có tác dụng tà hỏa, hỗ trợ cho cái này để làm cho hết ra máu, đồng thời nó làm cho chúng ta dễ uống. Thì cách đó cũng được, nhưng mà chúng tôi xin lưu ý quý vị là không nên dùng nhiều ngâm thảo quá. Từ trước đến giờ đó thì trong bài thuốc đông y ngày nào cũng có vị ngâm thảo. Gần đây những công trình mới nghiên cứu, ta thấy rằng cam thảo cho vào trong bài thuốc thì được, nhưng mà uống riêng cam thảo một mình á thì sẽ ảnh hưởng đến cái tiểu đường, ảnh hưởng đến cái huyết áp. Do đó mà quý vị chỉ cho một chút xíu thôi. Rồi một tác dụng nữa của cái hoa hòe này là người ta tìm thấy ở trong hoa hòe nó có cái chất rutin. Chất rutin này là cái chất nó bảo vệ cái thành mạch, nó làm săn chắc cái thành mạch lại. Chúng ta biết nơi những người bị huyết áp cao thì cái sợ nhất của những người bị huyết áp cao là gì? Là tai biến mạch máu não, có nghĩa là cái mạch máu nó sẽ bị vỡ ra. Vì nó căng đến mức độ nào đó nó sẽ vỡ ra. Cái mạch máu của chúng ta mà nó bị dồn vào nhiều quá nó sẽ mềm ra. Rồi nó căng đến cái mức độ nào giống như cái ruột xe ấy. Chúng ta bơm thì lúc đầu nó căng lên, nhưng mà nếu bơm quá nó căng lên nó sẽ nổ cái bụng. Thì cái mạch máu của chúng ta cũng như vậy. Thế người ta mới tìm ra được cái chất rutin này. Và cái chất rutin này nó sẽ làm cái tác dụng của nó, tôi tạm dùng cái dung từ nó là săn chắc mạch máu. Nghĩa là nó làm co cái độ đàn hồi của nó bảo vệ, nó cứng, cho nên nó đỡ bị bể hơn. Cho nên các cụ lớn tuổi, những vị nào mà đã lớn tuổi mà bị huyết áp cao thì nên dùng cái này hàng ngày. Nấu nước trà uống. Nấu nước trà uống hàng ngày. Nó cũng là một cái thú. Buổi sáng ra mà nấu lấy một ly nước trà hoa hòe này uống, nó cũng có cái vị nó thơm thơm, cũng ngon. Và khi đó chúng ta vừa có được thêm một cái hỗ trợ nữa là làm cho cái mạch máu chúng ta nó săn chắc lại, tránh được tai biến mạch máu não. Riêng trong trường hợp mà nếu mà quý vị muốn cầm máu như vừa rồi tôi nói đó, thì đây là cái vị thuốc chưa được sao. Quý vị sao cho nó ra đen đen một tí xíu nữa thì công dụng cầm máu của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Vì quan niệm của đông y nói như thế này: máu màu đỏ là thuộc hỏa, còn màu đen á, thì lại thuộc thủy, là nước. Thế thì người ta lấy thủy để khắc hỏa. Thế nếu chúng ta sao đen lên thì cái vị đen này nó sẽ vào trong thủy, tăng cường cái lượng thủy lên, để lấy cái thủy đó khắc cái hỏa xuống thì cái máu sẽ không ra nữa. Thì đây là cái mà quý vị lưu ý cho tôi, là nếu quý vị muốn tăng cường cái tác dụng mà cầm máu đó thì quý vị mới nên sao đen, còn nếu không quý vị để như vậy cũng có thể sử dụng được. Thưa Lương Y Hoàng Duy Tân, như vậy là cái hoa hòe này cái công dụng chính của nó là cầm máu, không những là chữa trị những cái người bị trĩ nội, trĩ ngoại, mà đối với phụ nữ bị rong kinh hay là bị băng huyết thì cũng vẫn có thể dùng được, có đúng không ạ? Nếu trong trường hợp băng huyết thì quý vị phải sao đen nó lên.
À, rồi nếu mà trong trường hợp băng huyết như vậy nữa thì quý vị sử dụng cho tôi cái hoa hòe này, sao đen lên rồi lấy một ít kinh giới. Sao đen lên, cái hoa kinh giới sao đen lên. Thì cái hoa kinh giới nó có tác dụng cầm máu rất tốt. Thì hai cái vị đều sao đen. Rồi nếu mà nhà quý vị có nữa thì quý vị lấy thêm cho tôi một ít cái cây chắc bá. Cái lá chắc bá mà chắc ta còn gọi chắc bá diệp, người ta còn gọi là cây thuộc bài đó. Sao đen ba cái vị này lên thì ba vị này cũng có tác dụng cầm máu rất là hay. Nhưng mà cái liều lượng thì chúng ta dùng bao nhiêu? Thì trong trường hợp đó thì cái vẫn hoa hòe này nó vẫn là cái chủ lực. Thì hoa hòe này chúng ta dùng 40 gram. Rồi cỏ mực chúng ta chỉ cần dùng 20 gram. Lá chắc bá chúng ta chỉ cần dùng 10 gram thôi. Để cái này là chủ lực. Thì ba thứ này phối hợp lại cùng một lúc thì chúng ta sẽ thấy nó uống vào. Thì một số những cái kinh nghiệm chúng tôi thấy như thế này, là những người này khi mà uống vào, thí dụ buổi sáng ta uống thì đến buổi chiều có thể nó đã cầm không ra nữa. Nhưng mà cầm không có nghĩa là đã khỏi. Quý vị cứ chịu khó uống thêm, uống thêm cho tôi liên tục khoảng chừng một tuần lễ như vậy, để cho nó dứt hẳn cái nhiệt độc ở phía bên trong để nó khỏi ra máu. Đối với những người mà người ta sẽ uống để làm tăng cái thành mạch máu để phòng ngừa cái chứng cao huyết áp á, và chạy không chạy xuất huyết, xuất huyết thì, hoặc là bại vỡ mạch máu. Dạ, như vậy thì chúng ta cứ uống mỗi ngày thay cho nước trà nó cũng vẫn tốt. Dạ, có đúng không ạ? Dạ. Dạ. Còn trong trường hợp chúng ta chữa trị những cái chứng xuất huyết khác như là bị trĩ này kia thì chúng ta dùng cái thời gian bao lâu? Dùng trĩ thì thường thường là chúng ta phải sử dụng từ 15 cho tới 30 ngày. Dạ. Nhưng mà riêng cái trường hợp mà trĩ mà nó lòi ra ngoài đó. Dạ. Thì chúng ta phải kết hợp thêm một cái cách khác, là chúng ta lấy như thế này. Lấy khoảng chừng 20 gram cái hoa hòe này. Rồi sau đó chúng ta cho khoảng chừng 8 gram phèn chua. Chúng ta nấu lên. Nhưng mà nấu thì chúng ta nấu cái hoa hòe này trước. Sau khi nấu cái hoa hòe nó sôi rồi, đổ cái nước nó ra. Lúc bây giờ mới cho phèn chua vào. Quậy nó đều lên, đợi nó còn hơi ấm ấm đó. Thì chúng ta cho vào một cái chậu nhỏ nhỏ, chúng ta ngồi nó vào đó. Làm sao cho cái nước này nó thấm được vào cái búi trĩ mà lòi ra đó. Thì cái hoa hòe này nó có rutin nhưng nên nó sẽ làm săn cái mạch máu đó lại. Các mạch máu đó lại. Rồi nó nhờ cái chất phèn chua này, nó có chất chua cho nên nó seo cái da chỗ này lại. Rồi phèn chua nó cũng có tác dụng để nó sát trùng. Thế thì khi nó sát trùng như vậy rồi, nó cái tác dụng của cái rutin và cái tác dụng của phèn chua, thì đông y thì nói phèn chua thu liễm lại, nó co lại. Thì nó co lại. Khi nó co như vậy và nó đã được sát trùng rồi thì nó rút vào phía bên trong. Và khi nó rút vào như vậy rồi thì nó không bị làm độc. Còn nếu chúng ta không rửa đó, mà không rửa bằng phèn chua mà chúng ta chỉ rửa thường thôi đó, thì nó co lại. Nhưng mà vô tình giả sử như cái chỗ này nó bị nhiễm trùng, thì khi nó vào trong này nó sẽ bị gây nhiễm trùng ở cái phần trực tràng bên trong, ở phần hậu môn bên trong, khi đó là còn khổ sở hơn nữa. Thì tốt nhất là chúng ta thêm ít phèn chua nữa, vừa tăng được cái tác dụng sát trùng, vừa tăng được cái tác dụng để lấy cái chất chua đó để làm co cái mạch, co cái búi trĩ đó lại. Và khi nó co như vậy rồi đó, và bên trong chúng ta uống như vậy, nó sẽ rút lên. Trong khi, ngoài kết hợp. Khi nó rút lên như vậy rồi á, thì nếu mà quý vị chỉ giữ gìn, đừng ăn gì bón quá, đừng để bị rặn mạnh quá, thì cái chuyện mà nó lòi ra nữa là cái chuyện sẽ khó có thể xảy ra. Thưa bà con và quý khán giả, như vậy là cái hoa hòe này nó có cái công dụng chủ trị, đó là cầm máu trong những cái trường hợp chúng ta bị trĩ hay là bị rong kinh ở phụ nữ, rồi bị băng huyết vân vân. Nói tóm lại là các cái trường hợp mà bị xuất huyết ra máu thì cái hoa hòe này là cái vị thuốc rất là hiệu quả trong cái việc mà chữa và cầm máu. Ngoài ra nếu chúng ta kết hợp với một số vị thuốc khác thì có thể chữa trong từng cái trường hợp như phụ nữ bị rong kinh hay phụ nữ bị băng huyết hay là những người bị trĩ nội trĩ ngoại sẽ chữa trị dứt điểm. Chúng ta kiên trì và làm đúng cách như là Lương Y Hoàng Duy Tân vừa hướng dẫn thì sẽ khắc phục được cái tình trạng đó. Và không cần phải đến những cái cơ sở y tế, có thể chữa ngay tại nhà cho người thân cũng như là bản thân mình. Đến đây thì chương trình xin nói lời chào tạm biệt cùng bà con và quý khán giả.